Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình vào ngày 11 tháng 4 về 3 tội danh nghiêm trọng. 85 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 3 năm tù treo cho đến tù chung thân. Ngoài các mức án đã tuyên, thông qua việc xét xử vụ án này và một số vụ án gần đây, hội đồng xét xử nhận thấy có tình trạng lợi dụng chính sách pháp luật thông thoáng trong việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp để thực hiện các hành vi như lập công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, trốn thuế, thuê người đứng tên, chồng chéo thành viên góp vốn. Các hành vi này gây khó khăn cho cơ quan chức năng, khiến khó phát hiện sai phạm. Hội đồng xét xử cũng nhận thấy quá trình xét xử vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB và tại ngân hàng Đông Á, nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm toán đã bộc lộ. Do đó, hội đồng xét xử cũng đã nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2. Đầu tiên, hội đồng xét xử kiến nghị nâng cao vai trò quản lý trong công tác kiểm toán nhà nước, kiểm toán tại các ngân hàng, đảm bảo minh bạch tài chính. Tiếp đó, kiến nghị chính phủ, các bộ ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng vẫn khuyến khích tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra. Kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử cũng đề nghị cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức do Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác, giao kết nhằm thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Cuối cùng, hội đồng xét xử đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, số 261-263 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền
đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo dỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB. Trong đó, SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Tối 11 tháng 4, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã bắt giữ ông Phan Văn Thắng, cựu trưởng phòng Kiểm sát Điều tra Án Kinh tế Chức vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Trước khi bị bắt, ông Phan Văn Thắng từng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khám xét nhà riêng và câu lưu trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Lý do ông Thắng bị bắt vì được cho có dính líu đến một số cá nhân trong vụ việc giám định thiệt hại tài sản tại Trường Đại học Đồng Nai. Trước khi bắt ông Thắng, Cơ quan Bảo vệ Pháp luật đã bắt ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, là giám định viên trong vụ án Trường Đại học Đồng Nai về hành vi nhận hối lộ. Một nguồn tin cho biết, sở dĩ ông Thắng bị bắt vì nóng ruột chuyện em ruột là ông Phan Văn Thanh, nguyên trưởng Phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Đồng Nai, bị bắt giam trong vụ sai phạm ở Trường Đại học Đồng Nai. Vì vậy, ông Thắng đã tiếp cận nhiều người tham gia thẩm định giá trong vụ án Trường Đại học Đồng Nai. Được biết, ông Phan Văn Thắng từng là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông Thắng được phân công giữ chức vụ trưởng Phòng Kiểm sát Điều tra Án Kinh tế chức vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trước khi nghỉ hưu, ông Thắng là chánh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sáng ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Ngay đầu giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi cầm 35 tỷ của vợ chồng Trương Xuân Đức và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi kết thúc phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đọc tóm tắt lại cáo trạng vụ án. Các bị cáo đều đồng ý với các tình tiết đã khai trong bản cáo trạng. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, trùm hóa đơn Trương Xuân Đức bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt Trương Xuân Đức bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này, Đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi và chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cũng được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mức án. Vợ của Đức là Ngọc Anh bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 đến 4 năm tù với tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Cựu Thứ tướng, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Ca chịu trách nhiệm hình sự độc lập ở hành vi này. Theo Viện Kiểm sát, ông Ca có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, 4 lần, nhưng đã nộp lại toàn bộ số tiền, được nhiều cơ quan có đơn xin giảm nhẹ tội, có nhiều công lao trong thời gian công tác. Các bị cáo khác liên quan vụ án bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù.